Các bạn thân mến, có thể nhiều người chưa biết cơm có thịt viết tắt là CCT là gì. Đó là tên gọi đầu tiên của quỹ trò nghèo vùng cao do Phó Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu Phó Giám đốc là ông Trần Đăng Tuấn, nhà báo Trần Đăng Tuấn khởi xướng. Quỹ trò nghèo vùng cao đã tồn tại và hoạt động được hơn 10 năm rồi. Nhưng hôm nay tôi không nói về cái quỹ đó, tôi nói về những tình nguyện viên tham dự vào những quỹ đó, mà tôi là một trong những tình nguyện viên đó. Có thể các bạn cũng chưa biết trên tay tôi là cái gì đây. Đây là một cái mâm mây che đan của người Thái. Trong một chuyến đi Tây Bắc, tôi đã mua được cái mâm này để làm kỷ niệm. Vâng, nó rất đẹp về mặt mỹ thuật, nó rất đẹp về mặt công dụng, và nó còn đẹp về những kỷ niệm. Kỷ niệm về chuyến đi đó, đó là mùa đông năm 2017. Mùa đông năm đó thật là khắc nghiệt. Các trẻ em vùng Tây Bắc không có áo ấm để mặc, mà trong khi đó thì chiến dịch đã chuẩn bị may từ mùa hè. Khi mà có đợt đại hàn ao về thì tất cả các tình nguyện viên phải lên đường. Ông Trần Đăng Tuấn thì ngồi nhà như một vị tổng tư lệnh, phân phối các đoàn đi đến đâu. Từ Nam Định có 3 xe tải lớn cho công ty Đại Lâm cử lên, lên Hà Nội nhận áo ấm. Còn chúng tôi những tình nguyện viên cứ 3 người một xe bán tải rong ruổi đi lên Tây Bắc. Lên đến Điện Biên, vào trong huyện Mường Nhé. Từ Điện Biên lên Mường Nhé còn gần 200 km, không có phố xá làng mạc là bao nhiêu, mà chúng tôi phải đi đến đêm. Và có một điểm rất đặc biệt, tôi là người thích đi du lịch, thèm khát đến ngã ba Đông Dương. Khi chúng tôi đến một cái trường ở chỗ Mường Nhé, trao quần áo, cả một cái xe bán tải dồn vào, trao xong thì lúc ấy là chập choạng tối. Chỉ còn khoảng 20 km nữa là đến ngã ba mà con gà gáy cả ba nước đều nghe, đó là Apa Chải, một điểm du lịch mà tất cả các phượt thủ đều mơ ước. Tôi không đi được tiếp nữa, tất cả chúng tôi lại phải quay về Điện Biên để hợp với đại quân, dùng những cái xe bán tải đó san quần áo ấm từ xe tải rồi đi vào các bản làng nữa. Trong cái chuyến đi đặc biệt đấy, với một cái máy iPhone 6 bình thường, tôi đã ghi được những cái hình ảnh thật đẹp. Chiếc xe tải không lên được dốc vì mưa phùn gió bấc, và chúng tôi phải dùng xe bán tải, dùng dây dù thôi, không có dây cáp để kéo. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công. Và trong cái thành công đó là chúng tôi phải xin bà con dân tộc những cái phên nứa, rồi chúng tôi xin chấu để dài lên những lớp bùn nhão nhét, kéo xe lên. Và chúng tôi đã thành công. Và thật là thú vị, chúng tôi cảm tưởng như mình đang kéo pháo vào Điện Biên như các chiến sĩ năm xưa. Thực ra hôm đó là chúng tôi kéo áo. Bà xe máy anh sang rộng rồi nhá. Lên này. Ai ba? Ai ba đâu? Chiến thắng rồi. Cảm ơn bà con. Bảo ơi, quay đầu đi. Xe tải lên đi, quay đầu kia lấy mấy bốn kim thục lên đi nào. Lấy thân lên.
Trong chuyến đi ấy, tôi nhặt được một viên đá ở một lòng suối. Vâng, tất cả mỗi một chuyến đi đều đem lại cho chúng ta những kỷ niệm. Những người cùng đi với tôi, có người đã sang định cư ở Úc, có người đã sang sống ở Mỹ, nhưng họ vẫn là thành viên của Cơm Có Thịt. Sang đó họ lại nhân rộng lên. Chúng ta có chi nhánh Cơm Có Thịt ở Úc, ở Mỹ, ở Hungary, ở Ba Lan. Nói tóm lại là trên toàn thế giới này, cái hệ thống chi nhánh tất cả đều hoạt động. Hơn 10 năm qua, những Việt Kiều, kể cả người nước ngoài, biết bao nhiêu người đã chung tay góp sức vào cho quỹ cho nghèo vùng cao. Không phải lo bữa cơm có thịt nữa, mà bây giờ là xây trường. Chuyện áo ấm cũng là chuyện nhỏ, mà bây giờ quỹ cho nghèo vùng cao đặt mục tiêu cùng với nhà nước xây những ngôi trường khang trang an toàn cho học sinh. Nhưng chương trình hôm nay tôi chỉ nói qua như thế. Các bạn có thể tìm hiểu qua báo chí, qua mạng xã hội và tra Google thì biết được quỹ cho nghèo vùng cao mà đứng đầu của ông là ông Trần Đăng Tuấn, người sáng lập ấy. Quỹ đó có những đêm nhạc Cơm Có Thịt, có cả một đội bóng Cơm Có Thịt. Hai cái đơn vị này hoạt động bằng thể thao và hoạt động bằng âm nhạc để kêu gọi mọi người thông qua họ làm một cái mối liên lạc, thu hút sức, tiền, vật chất để chuyển cho các trẻ vùng cao. Nhưng trọng tâm buổi hôm nay, tôi có một cái statut đã viết vào năm đó. Một cái statut tôi viết 3 năm rưỡi rồi. Statut có tên là Hình xăm trong chuồng vịt. 3 ngày ròng rã ngồi trên xe bán tải của Cơm Có Thịt trong chiến dịch áo ấm cho trẻ Mường Nhé. Xe tải 3,5 tấn của công ty Đại Lâm Nam Định bị sa lầy. Chúng tôi phải mua 4 tấm phên luồng lót xuống đường, vẫn không chạy được. Một thanh niên người Thái đi qua nói vọng vào: lên chuồng vịt nhà cháu mà lấy chấu giải xuống, may ra xe mới đi được, không lấy tiền chấu đâu, mà cháu bận lắm cũng không xúc chấu được. Anh Hiệp, anh Hải thì lo chặt cây ven đường để vứt vào những cái đám bùn nhão nhét đó. Tôi và Hoàng lái xe của một công ty truyền thông, hôm ấy là lái xe tải của Cơm Có Thịt, cùng hai trai bản nữa lên chuồng vịt. Chấu thì người ta cho, nhưng bao đựng chấu họ không có sẵn. Ở gần đấy có một quầy bán những cái bao xác rắn, bao tải 5.000 một cái. Ok, đồng ý, chúng tôi mua bao tải, còn chấu thì đi xin. Giao bao cho Hoàng xong, tôi bỗng nhìn thấy một hình xăm hoa lá trên cánh tay. Nó xấu, nó đẹp, tôi không rõ nữa. Lúc ấy tôi không để ý đến cái chuyện đó. Lúc này tôi cần chấu hơn tất cả. Mùi chuồng gà vịt đã nhiều năm rồi tôi không thấy. Nó từ ký ức xa xăm xộc vào mũi mình. Một cái mùi mà chỉ có những người ở nông thôn, ở nhà quê tiếp xúc với gà vịt mới thấy được. Chàng thanh niên với cái hình xăm đó cùng với hai trai bản nữa chuyển cho tôi 4 bao chấu. 4 bao chấu đó đem giải ra đường cùng với phên nứa, cùng với sức người đẩy và chiếc xe bán tải đã kéo được chiếc xe 3,5 tấn của công ty Đại Lâm vượt lên, trong tiếng reo hò của cả đoàn và cũng như là của trai bản. Đêm ấy về ngủ ở một cái khách sạn bình dân ở gần bến xe ô tô Điện Biên Phủ, tôi mới nhìn kỹ vết xăm rồi tôi hỏi Hoàng. Hoàng bảo là cháu cũng đang lăn tăn về những hình xăm chú ạ. Cháu đang yêu một thím công an, cô ấy thì cũng không giận dỗi, ok thôi. Gia đình cô ấy cũng ok,
cũng không bắt bẻ hay soi mói cái hình xăm hoa lá nhỏ bé trên cánh tay của cháu. Nhưng mà cháu vẫn ngại dư luận xã hội, cho nên là cháu hay mặc áo dài tay để che đi. Hoàng yêu võ thuật, yêu bơi lội và âm nhạc, yêu những con cún nhỏ say mê, và yêu những cái như tôi yêu họ viên đá lũa, khúc gỗ lũa. Đó là một anh chàng có tâm hồn rất là lãng mạn. Thế thì anh ta yêu thêm những hình xăm đâu có phải là tội lỗi. Mang một hình xăm trên người để làm một việc tốt vẫn hơn là không mang hình xăm mà có một cuộc sống vô cảm. Tôi tin vào tình yêu và hạnh phúc của chàng trai mang hình xăm vào chuồng vịt và thím công an. Tất nhiên khi tôi dặn chàng trai rằng khi gặp nàng thì phải tắm rửa cho nó hết cái mùi chuồng gà vịt đi. Câu chuyện qua 4 năm rồi. Thực ra những hình ảnh này tôi đã mất bởi vì tôi bị mất Facebook. Nhưng có một hôm tôi mới gọi điện cho Hoàng: cháu ơi, cháu có còn giữ được những cái clip chú quay và chú đã đăng Facebook chưa? Thế là anh chàng này thì phấn khởi vì cái khả năng tin học của anh ta tìm ra được ngay. Và cộng với một người bạn, anh Nguyễn Mạnh Hiệp, đang từ bên sống ở bên Mỹ, đang hoạt động cho một cái chi nhánh cơm có thịt ở bên Mỹ, anh ấy cũng là một phượt thủ. Thế thì họ gửi lại cho tôi những hình ảnh ấy. Những hình ảnh ấy nếu chỉ nằm trong cái Facebook cũ của tôi, nó chìm đi đâu không biết. Tôi nhờ hai bạn trẻ lấy lại hình ảnh cho tôi. Những clip có thể đăng lên những cái màn hình ảnh lớn nó bị vỡ hình, nhưng tôi nghĩ đó là những kỷ niệm thật là khó quên. Đó là tiếng vọng của chúng tôi, và hy vọng rằng tiếng vọng đó lan tỏa đến tất cả mọi người. Chúng ta vẫn còn đó những bà con, những em bé ở miền Tây Bắc xa xôi, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu quần áo ấm. Chúng ta vẫn còn đó những thanh niên đầy nhiệt huyết, mang hình xăm nhưng có một tấm lòng nhân ái, sẵn sàng lên đường làm thiện nguyện cùng với quỹ cho nghèo vùng cao. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.